Trời ơi, chú Bảy mình hối hận quá trời, hối hận rồi cả nhà ơi. Trời ơi, chuyến này chú Bảy mình không biết ăn nói làm sao với ông bà nữa cả nhà. Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlogs HHP. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho vì những cái thông tin mà nó liên quan đến vấn đề của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh và thậm chí là cái câu chuyện sóng gió gia tộc. Thì hiện tại bây giờ thì rất là nhiều cô dì, chú bác, anh chị em mình cũng đã thấy rồi ha. Trong những ngày hôm nay thì hầu như những cái bọn kênh và thậm chí là phe phái của Mẹ Con 36 thì hầu như là lên bài chỉ trích và công kích vào chị Hồng Loan cũng rất là nhiều nha cả nhà ha. Nhưng mà ngày hôm nay đây em muốn chia sẻ đến một thông tin như thế này. Chắc chắn thì là chú Bảy mình đang rất là hối hận ha cả nhà ha. Bây giờ bỏ con nè, từ con nè, các thứ các kiểu bô lô bô la ha, nhục lắm việc. Bây giờ vì biết không, trời ơi, Bùm Bum người ta làm ăn nên làm ra rồi có shop rồi bán hàng được rất là nhiều, thậm chí được rất là nhiều cô dì, chú bác, anh chị em mình yêu quý. Bây giờ nếu mà có hối hận cũng quá muộn màng rồi, đúng không? Đi theo như là mẹ con của bà Sáu nè, trời ơi, đi tranh giành tài sản, đi tranh giành từng cục đất, từng cục gạch, từng cục sình vậy đó cả nhà. Nhục lắm. Bây giờ bị cộng đồng mạng, thậm chí là mọi người ở trong ở ngoài nước người ta đồng loạt người ta tẩy chay, thấy rõ ràng không? Đây em sẽ chia sẻ đến cho quý vị một cái thông tin như thế này nè, rất là vui luôn. Dạ em trộm vía lạp xưởng bán trái hàng nữa rồi. Em đọc những cái tin nhắn thấy cô chú anh chị em khen em quá trời, khen em vui lắm, hi hi. Hôm nay thì đợt hàng về siêu to khổng lồ luôn, để phục vụ cho cả mình, cả nhà mình nhớ ủng hộ em nha. Thì mình cũng biết không, từ lúc mà chị Bùm Bum ra bán hàng bánh tét hay là những cái mặt hàng gì đó cả nhà, về Tết nhất tới nè, thì hầu như được rất là nhiều cô dì, chú bác, anh chị em mình ủng hộ, đúng không? Ở bên cái khía cạnh đó thì hầu như những cái bọn kênh thì ngày nào nó cũng lên công kích và thậm chí là nó chửi bới chị Loan nè, Bùm Bum nè, chị Ni, và thậm chí là nó nói về một cái vấn đề con nuôi, con ruột thì rất là nhiều lần nha cả nhà ha. Nhưng mà ở đây quý vị cũng biết rồi, nuôi hay ruột thì hầu như là cả nhà cũng đã nhìn nhận rõ. Và phía bên pháp luật á, thậm chí là tòa án thì sắp tới đây người ta cũng sẽ công bố cái vấn đề ra thôi, cho bọn đó nó nhục mặt nha cả nhà ha. Thì ở đây á, khi mà chị Bùm Bum bán được những cái quà, thậm chí thì mọi người á thì thậm chí là có rất là nhiều anh chị em vào cũng chúc mừng cũng rất là nhiều, như là anh Nguyên Vũ nè, vui vui bán muôn mai bán đắt cho em, và chị Ni cũng vậy luôn nè đó, và thậm chí nhiều người, rất là nhiều người ủng hộ, và thậm chí là mẹ bỉm sữa buôn bán rất là giỏi. Ở đây thì chị Dung Dung Võ của mình thì chị Bùm Bum đó cả nhà thì cũng mới đăng thêm một cái thông tin dạ đạp xưởng trứng muối, thì thậm chí nói chung là đăng về những cái thông tin như là bán hàng nữa cả nhà, thì hầu như mình thấy là rất là giỏi nha cả nhà ha, và được rất là nhiều cô dì, chú bác, anh chị em mình yêu quý. Thì chắc chắn ở đây là em cứ nghĩ là ông Bảy là chuyến này sẽ rất là hối hận nha cả nhà ha. Theo mình nghĩ là ông Bảy đang hối tiếc khi mà ruồng bỏ một đứa con gái ruột rất là giỏi giang, được cộng đồng mạng yêu quý. Chắc nhớ cháu nội không biết mới mốt về năn nỉ ỷ ôi các thứ các kiểu để nhận lại cháu, nhận lại con không cả nhà ha. Ở đây thì chắc chắn thì người ta không chấp nhận đâu ha. Đã bỏ rồi, đã từ mặt các thứ các kiểu rồi thì chắc chắn không có chuyện mà quay trở lại đâu nha cả nhà ha. Thì ở đây em vẫn còn một cái thông tin là nói về một số thành phần rất là dơ giấy trong cái drama này, như là thằng Thái Dám nè, cá Bảy Màu nè, và thậm chí là Tiên Áo rồi thật dơ rồi Mẹ Con Bà Sáu rất là nhiều, rất là hay trong cái video này luôn nha quý vị. Cứ tưởng là tao nghiến, nít danh gọi là Tiên Áo sẽ là quán quân của Artifan trong cái drama này, nhưng khi càng về đích thì một số cá nhân, gia đình ruột thừa đang cố gắng vượt trội, trong khi đó hệ thiếu sạc dơ, thiếu Thái Dám, Mì Xụn và cá Bảy Màu. Thật sự thì trong cái cuộc đua mà về đích mà những cái dân giặc dơ giấy nhất trong cái drama này thì những người này như là Thái Dám nè, sạc pin, Mì Xào là những người hầu như là rất là dơ giấy nha. Chơi với bạn thì phải ghi âm lại, chửi bới bạn, thậm chí là tung ra để đấu tố bạn, rất là dơ nha cái nhà ha. Điểm danh sơ lược về Artifan đang chạy nước rút để tranh giành giải quán quân của gia tộc ruột thừa, gia đình ruột thừa. Tào Nghiến có cái biệt danh gọi là Tiên Áo, chuyên gia là ghi âm, cắt kép, sân si và ganh tị, đặc biệt là giọng bị ngọng ham nói là có thiệt, rất rõ ràng ha. Quý vị cũng biết thì cái bà Tiên Ngáo này thì cũng rất là hay ha. Có thêm một đứa đệ tử tên là Mì Xào mình, chỉ dạy cho những cái chiêu trò rất là hay, như là ghi âm các thứ các kiểu đó cả nhà. Tạo ra một đứa nữa nhưng mà mình thấy rất là được cười ở đây nè. Bà ta thì không biết là cái giỏi giang đến mức độ nào nha. Tôi là chi kỷ của cậu Năm, các thứ các kiểu, trời ơi, lên binh vực cho mẹ con bà Sáu. Tưởng đâu sao kết cuộc cũng lòi cái bản mặt chuột của mình ra, đúng không? Quý vị cũng để ý nè. Bây giờ là những cái đồng bọn và thậm chí là những cái đồng đội của nó thì bây giờ càng ngày càng xa lưới rất là nhiều nha. Còn một thời gian thôi thì cũng sẽ đi hết trơn rồi quý vị. Sạc dơ, sạc ăn mài dĩ vãng, chuyên gia ôm thùng phúng điếu. Còn cái ông sạc pin này thì hầu như là mọi người người ta không thể nào mà bàn cãi về ông độ ông này nữa rồi. Quá trời dơ cái nhà ha. Cũng là chi kỷ của cậu Năm nè, nhưng mà lúc mà cậu Năm mất đi thì đứng ở đó ngồi canh cái thùng phúng điếu của người ta. Trời ơi trời, thánh thần thiên địa ơi. Ngồi canh tới mà chừng nào ôm được cái thùng phúng điếu thì thôi, dĩ mà mở miệng lên. Bài đặt lên trên mạng xã hội, mở miệng nó nói trời đạo lý đạo nghĩa, nói những người nghệ sĩ lớn đi không quá 2 triệu đồng làm miếng sao kê lắm. Sao kê ra thì mất danh dự và mất cái gì của người ta đó, mất cái gì của người ta hả? Người ta đi bao nhiêu là quyền lợi của người ta, đúng không cả nhà? Nhưng mà nó cũng lên nó nói được nữa. Còn cái thằng Thái Dám, chuyên gia hòa giải theo suy luận tào lao chà bí đao nhất Việt Nam. Cái thằng này thì mình không biết như thế nào ha. Nó mở miệng ra nó muốn hòa giải, nó muốn mẹ con bà Sáu là được về cái căn nhà số 5 đoạn thị điểm để ở đó cả nhà. Nhưng mình thấy nó rất là nực cười nha. Muốn người ta về ở nhưng mà không biết nó đưa ra cái bằng chứng gì vậy chưa. Tại vì có nhiều cái thông tin là nó nói là cho Hồng Loan 50 triệu để cho mẹ con bà Sáu về, rồi thậm chí là nó phân tích nhiều cái vấn đề rất là hay. Nhưng mà bây giờ nó hãy làm sao mà nó chứng minh được, như là cho cộng đồng mạng thấy là một cái vấn đề là nó cũng sẽ làm giống như vậy, nó cũng sẽ chuyển giao những cái tài sản hay là của nó sang cho dòng họ nó đi, đúng không? Đừng có để mà cho con nó, vậy thì nó mới giỏi, vậy thì nó mới hay. Nó làm vậy thì người ta mới xem nó, người ta mới tin tưởng, người ta mới ủng hộ nó. Chứ bây giờ mà nó lên mà nó nói suông không à, nó nói bằng cái miệng không à. Trời ơi trời, thử cái vị nghĩ thử đi, ai mà đụng tới gia tài của nó thôi, người ngoài hay là bà con dòng họ gì đó mà đụng tới tài sản của những người này coi nó dậy dựng lên luôn nữa. Chứ đó mà đặt nói đạo lý đạo này đạo nọ đó. Rồi cái con mì xào này, mì xụn hay là cá 7 màu, chuyên gia là quay xe, ăn đàn sống nói đàn gió, sau khi tự ngộ nhận mình là chùm cuối của drama. Rất là rõ ràng ha. Cái con mì xào này thì hầu như có rất là nhiều người cũng rất là bức xúc về chị mì xào này. Lần nào lên một cái phần nào đó cũng nói là thôi kết thúc cái drama rồi, thôi không nói về drama của con cô ơn nữa đâu, không nói đâu. Nhưng mà lâu lâu cái 2-3 ngày cái đăng tải một clip lên. Đấy, cái rõ ràng ở đây là quý vị thấy không, là cũng vẫn tiếp tục là ăn bám một cái drama, đâu có hay ho gì đâu cả nhà. Trời ơi, vậy mà người ta lên trên mạng xã hội là người ta nói như đúng rồi vậy đó. Trời ơi, phân tích về lực con nuôi, con này con nọ con kia, rồi quyền thừa kế, ghê không? Phân tích ghê chưa? Phân tích dữ quá mà, phân tích tới bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, phân tích mà tới bị cơ quan chức năng phạt 7,5 triệu luôn. Trời, phân tích dữ dằn thiệt chứ. Đây thì con đầu xào, con mì xào thì là đầu bò, dám khẳng định là Hồng Loan không phải con nuôi hợp pháp tới 90%, 99%. Rồi Hồng Loan mà thắng kiện, bà đừng có đội quần què đi ra ngoài đường nha. Rồi Hồng Loan đi lên tòa án kiện vụ sao kê tiền phúng điếu, khi nào vậy má? Đưa tin tào lao, tào lai âm binh, bảo sao bên kia nó không thưa 5 lá đơn, có ngu thì cũng chừa cho người khác với, chứ lại ôm hết vào mình, thế thì xào tiểu nhân tiểu tiện. Rất là rõ ràng nha. Nó lên nó khẳng định là chị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp tới 99%, ghê quý vị ha. Nó cũng giống như một số bọn kền khác thôi, hay là mẹ con bà Sáu thôi. Cứ tối ngày lên là khẳng định chị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp, con nuôi thế này thế nọ thế kia. Bây giờ chị Hồng Loan là con nuôi thì làm sao? Có ảnh hưởng tới cuộc sống của những người này không? Chỉ là ảnh hưởng đến mẹ con bà Sáu thôi, bức xúc lắm. Con nuôi mà được ở trong hậu khẩu, con nuôi con ngoài giả tộc giả thú gì đó, trời ghê lắm. Những người này nó mở miệng ra nó nói ghê lắm cả nhà. Nhưng mà ở đây là cả nhà nhìn nhận đi, cho dù chị Hồng Loan có là con nuôi hay là con ruột thì như thế nào đi, thì những cái tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì vấn đề là cho Hồng Loan. Cái chuyện đó thì hầu như là mọi người ai cũng đã nhìn thấy rồi, ai cũng biết rất rõ ràng là chị Hồng Loan nè nằm ở chung một cái hậu khẩu với cậu Năm, nó không thể nào bàn cãi được. Thì sau này cậu Năm mất đi, nếu mà cậu không có làm di chúc gì đó thì những cái tài sản này chắc chắn là sẽ thuộc về chị Hồng Loan, chứ thuộc về ai? Chứ không lẽ là thuộc về mẹ con bà Sáu, thuộc về những cái người tự xưng là tôi là em có Năm, tôi là cháu của cậu Năm. Ủa nay con người ta không có quyền hưởng cái gì hả? Con cháu của cậu Năm người ta không có quyền hưởng cái gì, người ta còn con còn cháu rất là nhiều, chứ không phải là không có đâu nha. Dòng họ Võ còn rất là nhiều nè, Bùm Bum và Thành Mỹ nè, chứ không phải là không có đâu. Chưa có tới lượt, em nói thật sự với cả nhà nha. Bây giờ thì chưa có tới lượt mà của mẹ con bà Sáu và con ve đâu. Cút đi, cút thẳng đi. Rồi nó nói về một cái vấn đề là vụ kiện mà sao kê đưa thì Hồng Loan đưa cái vụ mà tiền phúng điếu lên tòa án đó cả nhà. Thì hầu như là quý vị cũng biết là cái thông tin này thì chưa có đưa lên nha, thông tin này thì chị Loan chưa có thưa kiện gì nha quý vị ha. Chỉ có một cái thông tin là chị Hồng Loan ký tên, thậm chí là chị Ni cùng nhau ký tên với những vị như luật sư Kha đó cả nhà, về một cái vấn đề là kêu gọi từ thiện thôi. Còn cái vấn đề mà tiền phúng điếu là chưa nhắc tới nha. Cái này là bọn này nó muốn chơi cái chiêu trò gì đây, muốn nhắc phải không? Muốn nhắc á, thì 11 là chị Loan người ta sẽ nhắc luôn một cái vấn đề, người ta làm thêm một lá đơn nữa để gửi lên ha. Bởi vì á, trời, người ta phân tích về luật hay lắm, phân tích về luật, giải thích về luật ghê lắm, lên nói làm bậy làm bạ. Chuyến này thì bị ăn thêm 1-2 cái lá đơn nữa thì lúc đó người ta mắc cười lắm nha cả nhà ha. Còn cần gì nữa cả nhà, đã bị 7,5 triệu rồi. Chuyến này bị thêm một cái nữa thì thôi rồi, cuộc đời này xuân này là con không về luôn nha cả nhà ha. Rất là hay như vậy. Thì ở đây em cũng còn một cái thông tin nữa mà nó liên quan đến cái chị HHP mình đó cả nhà. Trời ơi quý vị thấy không, hôm nay thì khi mà người ta lên làm việc với cơ quan chức năng rồi bị cấm xuất cảnh nè, rồi bây giờ bị đồng đội quay lưng chửi bới xúc phạm vào mặt. Trời, nó thật sự nha, em như bà này nhục lắm đó nha, không biết là lấy cái gì đội lên đầu luôn á, rất là nhục luôn. Vậy mà thấy thật sự là bà không biết nhục nha cả nhà ha, bà không biết nhục đâu. Mà tự nhiên bây giờ bà lên tiếng các thứ các kiểu, bà nói là trời, cái câu chuyện bà nói không có liên quan gì drama, không có liên quan gì. Đây này cả nhà, em sẽ đọc cho cả nhà một cái bình luận của cái bà HHP này nha. Thật sự là bây giờ bà có chạy lên trời cũng không thoát được đâu nha quý vị ha. 4 trận thì không điểm, nhục hơn con cá nục. Tuy bạn Bình không biết gì về bóng đá, nhưng bạn Bình biết nguyên nhân nè, lo do ăn ở, do vô ơn với thầy bác đó, do sống không có hậu, không biết điều. Có ai còn nhớ ông bác không? Có ai còn nhớ tình huống bạc bèo nhèo đá banh trước đây khi có ông bác hay không? Ý là người ta nói là một cái vấn đề mà liên quan đến bóng đá đó cả nhà ha. Người ta nói người ta không biết về bóng đá đâu, mà không biết lên bình luận làm cái gì cả nhà. Nó không biết mày lên làm gì, mày giỏi mày đi thay người ta luôn đi, mày thay làm huấn luyện viên luôn đi. Bây giờ mày lên mày công kích, mày nói là phải nhờ thầy bác, thầy gì thầy bác công nhận phải là giỏi rồi. Bây giờ mày thay, muốn thay luôn người ta đi làm huấn luyện viên luôn cái gì hả? Mày muốn làm thay người ta làm huấn luyện viên luôn hay gì? Nói người ta 4 trận có điểm đá đi, thua thắng thua là chuyện rất là bình thường, đúng không vậy? Thắng thua là chuyện rất là bình thường, không có gì hết trơn á. Thể thao mà ai cũng vậy, nhưng mà nó nói là nó không có biết, không có biết gì banh bóng lên nó nói mày không biết thì mày im, đúng không? Mày không biết thì mày im, cái tự nhiên mày không biết rồi mày lên như thế này đây. Người ta có trả lời lại cho cái con HHP thì nó như thế này để vậy. Bài viết của mình thì nó không có liên quan lắm tới cái drama, nhưng mà qua cái status của cái con nhà báo 20k này càng ngày càng chứng tỏ cái tâm, cái tầm, cái trình độ của con người mang danh nhà báo. Nhà báo mà viết một bài chỉ theo những cái suy nghĩ chủ quan của mình, bả nói nó thật sự rất là rõ ràng nha. Ở đây bả là nhột nhà báo, là một phóng viên rất là giỏi giang gì đó các thứ các kiểu, nhưng mà biết lực là phạm lực, đúng không? Không có phạm lực làm sao bị cơ quan chức năng mời làm việc và bị người ta tịch thu điện thoại, tạm giữ điện thoại, cấm xuất cảnh. Nó thật sự ngay những người mà mang trong mình những cái trí thức hay là kiến thức, tôi là luật sư rồi, tôi là người am hiểu về luật, tôi là nhà báo chính thống các thứ các kiểu, đó chỉ là một cái danh nghĩa, một cái mác giả tạo, một cái mác rất là giả tạo cho mọi người hiểu nhầm. Trời ơi, nói những người này nó tốt, nó giỏi quá rồi, nó chuyên nghiệp về những cái ngành báo chí gì đó, chắc chắn nó phân tích rất là hay, nó nói rất là giỏi nha. Nhưng mà kết cuộc nó nói tào lao không về, kết cuộc nó nói tào lao chạy bị đau, nó nói mọi người không hiểu được cái gì chứ, nó không biết về bóng đá mà lên bình luận, nó lên bình luận nó nói như không, nó với sự tốt nó đăng như đúng rồi, như là nó rất là gành nha cả nhà ha. Không biết gì đầy đá banh nhưng lại biết về nguyên nhân. Ủa sao ngộ vậy, không biết mà sao biết nguyên nhân. Giống như bả nói không biết gì về chuyện của Hồng Loan mà bả lên bài chửi người ta như đúng rồi vậy. Rất rõ ràng ha. Khi mà bả lên làm việc với cơ quan chức năng á, bả nói bả không có biết gì trơn á, bả không biết gì cái câu chuyện của chị Hồng Loan đâu. Mà nó thật là cười lắm, bả nói bả không biết gì cái câu chuyện nào của chị Hồng Loan trơn, người tại sao mà bả biết? Bả biết một cái vấn đề là lên công kích và chửi bới và xúc phạm chị Hồng Loan mấy tháng nay, đúng không cả nhà? Trời, cái câu chuyện của chị Hồng Loan kéo dài gần 8-9 tháng nay rồi, bả nói bả không biết gì trơn á. Vậy sao bả biết chửi người ta vậy? Sao bà lên bà biết chửi người ta? Cái gì bà nói bà cũng biết chứ. Tại vì quý vị biết không, khi mà mấy bà này lên làm việc với cơ quan chức năng á, trời đâu có dám nói cái gì đâu cả nhà, đâu có dám ho đâu. Trời, ở nhà thì viết bài lưu lót, viết bài văn chương lý luận, viết bài qua lại hay lắm, kịch tính lắm. Khi mà lên làm việc với cơ quan chức năng thì cầm cái mõm lên trơn à, đâu có dám ho lặng lên dĩa sao cả nhà ha. Những ai mà am hiểu về bóng đá đều biết ông Bách tự động từ chức vì thấy ông thì mấy mình không còn có khả năng giúp đội bóng bóng đá nữa, chứ đâu phải là tự nhiên cắt hợp đồng đâu mà nói vô ơn như vậy. Bóng đá thường theo biểu đồ hình sinh, có lên có xuống chứ gì mà vô ơn, do ăn ở ở đây nữa. Rất rõ ràng ha. Cái bóng đá này, cái môn thể thao thì hầu như là mọi người rất là yêu thích, thậm chí là có thể là gì nè, thực lực các thứ các kiểu. Bây giờ nó lại vô khống mới nói là cái gì mà liên quan đến cách ăn ở rồi các thứ các kiểu gì trời. Đó, mày có hiểu cái gì không? Mày nói cái gì mà tào lao chả biết đau cái gì hả? Nhà báo lớn nè, nhà báo bự mà mở miệng ra thì nói chuyện thì thật sự là còn không đáng nói. Mình thua một đứa con nít, nó thật sự là như vậy trời. Những đứa con nít nó chơi nó cũng biết nhận định được một cái vấn đề nữa đó nha. Đó, thiệt là tình luôn đó. Báo 20k ơi, lĩnh vực nào mình cũng không gành thì đừng có nói cho người ta cười vô mặt mình. Không biết gì về bình luận mà live stream nói về lực, còn đi kiện này thì thua lên thua xuống mà đòi kiện người này người kia hoài. Không biết gì về bóng đá cũng lên khoác lác bỏ tài mà sống. Sống đến từng tuổi này lần đầu tiên mới thấy một nhà báo như vậy luôn á trời. Bị cấm xuất cảnh rồi mà vẫn còn hên hoang lắm nha. Đây rất là rõ ràng ha. Người ta nói người ta là nhà báo các thứ các kiểu, nhưng mà khi mà người ta live stream á, nói về lực ghê lắm. Biết lực và phạm lực luôn hả? Tụi mày lên phân tích giải đáp cho mọi người thắc mắc về vấn đề lực, thậm chí là con nuôi con ruột vậy đó. Tại sao tụi mày bị công an mời vậy hả? Tụi mày giải thích coi. Tụi mày nói tụi mày giỏi lắm mà, tụi mày về lực tụi mày hay lắm mà, tính lách lực lạng lực gì hả? Thật sự tụi mày lách lạng cỡ nào cũng không có qua được lực pháp đâu. Bị như vậy là vừa lắm rồi. Rồi bây giờ còn vinh quang vinh quáo lắm. Bị cấm xuất cảnh rồi mà cũng mồm mép lắm nha cả nhà ha. Gán đi tụi mày ráng mồm mép nhiều vô đi. Rồi mới mốt á thì tụi mày đi một lượt với nhau hết trơn luôn. Khi mà kết thúc cái drama này á thì hầu như là mọi người ta cũng sẽ nhìn nhận được cái bản chất của những người này ở vậy đó. Đừng nói đi bây giờ thôi, bây giờ người ta đã biết rồi thấy không? Như quý vị cũng thấy nè, cái con nhà báo 20k bây giờ á, nó sống được với ai và thậm chí nó chơi được với ai cả nhà. Nó không có chơi được với ai vậy đó. Thì khi mà bị Mẹ Con Bà Sáu bỏ, bị Mẹ Con Bà Sáu ruồng bỏ là không chơi được với ai. Thậm chí đồng đội lên tố tụng, tung đoạn ghi âm này, tung tin nhắn kia, chợ mình thấy rất là nhục nha. Mình chơi với nhau không được thì mình nghỉ chơi, đúng không? Mình chơi không được với nhau mình nghỉ chơi, mình chơi không được mà mình bị bạn chơi xấu cái đó, trời ơi một nỗi mà nhục nhã luôn á. Tin tưởng đúng không? Tin tưởng quá trời luôn mà, bởi vì muốn ôm luôn, muốn ôm luôn những cái tội mà về mình á. Tao nói rồi, kêu khai đi, lên cơ quan chức năng người ta tự thú đầu thú gì đi, khai ra mọi chuyện đi nha. Để tới đó mà nó đùng ra một cái là đi không có ngày về đó nghe chị HHP mình. Thì ở đây đó em cũng còn một cái thông tin như thế này đây, mà nó cũng liên quan đến là anh Lê Tính cũng bị xúc phạm cũng rất là ghê gớm nha cả nhà. Nói thiệt, nhìn mặt chú ngáo đá hơn là con cá con, chứ đừng nói đến là cái thằng Thái Dám mà sao ngày nào chúng cũng réo rọi tên cái drama vậy chú. Bộ có ăn chia hả chú Tính? Người ta đang nói là chú Tính rất là xấu ha, xấu hơn là cái thằng Thái Dám hay là các thứ các kiểu, hay là chú Tính ngày nào cũng lên cái drama này, hay là có ăn chia vậy không? Nhưng mà hầu như cả nhà người ta cũng đã biết rất là rõ rồi ha. Thì ở đây là ai cũng là hầu như cũng rất là yêu quý là anh Lê Tính ha. Anh lên bài phản biện và nói về những cái bọn mà kền thì hầu như là cực kỳ là hay và chính xác cho cả nhà ha. Những cái bọn này nó rất là ghen ăn tức ở cái việc, và thậm chí quý vị cũng biết ai mà binh vực mà bảo vệ chị Hồng Loan mà có tiếng nói một chút xíu á là những bọn này nó vào nó tấn công liên tục, nó tấn công liên thiên không chừa bất cứ nào đó. Ở đây nè, nó còn lên một cái tab xong rồi bắt đầu nó còn bình luận nữa nha cả nhà ha. Chú Lê Tính ơi, anh Thái Dám nói chú già rồi không muốn đụng đến chú đừng réo tên anh nữa. Kêu chú 12 con giáp không giống như con nào, mặt thì lỗ hàng không à, rồi anh lật lọng còn kêu chú giống khỉ già, vậy mà kêu không giống con nào kỳ ghê vậy chú ơi, kha kha còn báo cho chú biết á. Ghê không? Lên chửi là Lê Tính không giống con gì. Em nói thật sự Lê Tính nhìn cũng đỡ đó, sáng sủa hơn cái thằng mà Thái Dám rất là nhiều, hay là cái thằng youtuber quay xe đó cả nhà. Thằng youtuber gì đăng Nguyễn Đăng gì đó, trời ơi một mặt thì thấy gớm, thằng thì trang điểm xuất hết cả ký kem trên mặt rồi, cả ký kem trên mặt rồi mà gì mà nó bày đặt, nó lên chê người ta, lương mà bày đặt chê người ta, trời ơi trời, lương mà đặt chê lịch, trời ơi, ghê quá. Này tiếp tục có một số người vào bản biện nha cái nhà ha. Đúng là tập đoàn cá cược thầu đám ma tạo đờ để ma để xúc cà nà, rất là hay luôn quý vị. Ở đây cũng có chị Huệ Tâm vào bình luận nữa nè cả nhà. Anh lấy em ra cược đi, nói nó nếu tao thua Vệ Tâm sẽ làm nghề giống bánh tét, kha kha nghề đó ơn lắm nhưng mà anh cá luôn, kha kha. Ở đây thì chị Vệ Tâm cũng muốn là kênh Lê Tính đem vô cá những cái bọn mà kền ha, về một cái vấn đề nói là xác định chị Hồng Loan như thế này thế nọ thế kia đó, chị Hồng Loan sẽ thua đó, tụi mày dám chơi không? đó, tụi mày dám chơi không, chấp nhận không, có tiền không, gom 5-7 tỷ lại đây rồi chơi với người ta, đúng không? Rồi đúng là tập đoàn cá cược thầu đám ma, rõ ràng ở đây ha. Cái vấn đề mà thầu đám tang thì hầu như là cái câu chuyện rất là hy hữu nha cả nhà ha. Tiền lệ mà đó tới giờ nó mới xảy ra ở trong cái câu chuyện của Cố Người Xỉu Tú Vũ Linh. Trời trời, khi mà người ta mất đi á thì chưa có gì hết trơn á, con cái người ta ở trong nhà, con cháu người ta trong nhà, để cho người ta lo đi. Mình chỉ là phần như là em là cháu, trời ơi, bắt ra nhảy lên, tôi lo cái này tôi lo cái kia, tôi bảo kê cái này tôi bảo kê cái nọ, rồi tôi gom hết, lấy hết trơn tất cả cái tiền bạc gì đó, rồi tới cuối cùng làm cái gì? Cuối cùng nói là phải bắt chị Hồng Loan trả. Ủa ngộ vậy trời, mình ở trong khi đó là mình ăn hết trơn tiền, mình lấy hết trơn tiền rồi sau này tự nhiên cái bắt là chị Hồng Loan phải trả cho mình, đi thay cho mình. Ủa con người vậy ngộ vậy, ăn mà ăn thấy chơi chẽn luôn cả nhà. Mình thấy là ăn rất là chơi chẽn và dơ giấy, nhưng mà vậy mà cũng có người tin nha. Trời ơi, vậy mà cũng có người lên là người ta tin là Mẹ Con Bà Sáu sẽ giành chiến thắng, rồi Mẹ Con Bà Sáu sẽ được ở trong căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đúng rồi, được ở đó, mà ở ngoài đường á, ở ngoài đầu đường xó chợ á, bây giờ tới cục đất cục sình cũng không có nữa, mà thậm chí đâu bị thấy không có nhà có cửa gì không, cái lóc bóc lan ban ở ngoài. Trời, nghệ sĩ lớn nghệ sĩ to nè, tôi hát rất là nhiều năm trong nghề, các thứ các kiểu, bây giờ ở đâu? Trời, ở nhà thuê nhà mướn, nhục không, nhục rất là nhục. Bởi vì người ta muốn được vô căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm ở lắm cả nhà, nhà nó bự, sau này mà nếu có bán cái gì đó người ta cũng được tiền rất là nhiều ha. Bởi vì người ta mong muốn làm sao mà nhờ những cái bọn mà kền nè cả nhà, nhờ những cái bọn kền chiếu cố và giúp đỡ, để bọn kền lên tiếng ủng hộ để người ta giành được căn nhà, để có thể là chia chác được phần nào đó. Rồi nhục lắm em, này sự không có cửa đâu. Đợi 11 đi, khoảng 1 tháng thôi thì ông Tò sẽ đưa cái quyết định cuối cùng là biết ai được ở trong căn nhà này ha. Nhưng mà trước mắt là mình thấy rất là vui là chị Loan đã được ở trong căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, mình không thể nào bàn cãi nha cả nhà. Em đây là bánh đậu phộng hình nón lá, thì một bịch như vậy là khoảng 500g, gồm 5 cái là 120.000 nha cô chú anh chị. Thì cô chú nào mua thì nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0879 262 482 được ghim dưới màn hình. Thì một cái như vậy là hình cái nón lá giống vậy nè cô chú anh chị, bên trong là xốp, ngoài là đậu phộng này ha. Mà một bịch là 5 cái như vậy chỉ có 120.000 thôi đó. Thì cô chú anh chị nào mua thì liên hệ số Zalo cho em nha cô chú anh chị. Cái này không ngọt, cũng không ăn, không bị dính răng, và nó rất là dễ ăn. Những người ăn kiêng vẫn ăn được nha cô chú anh chị ha. Thì cảm ơn cô chú anh chị.